Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh học của Tướng Lai sẽ gửi tới các bạn phần bình luận và phân tích về một trận đại chiến khá hay của ngoại tinh lai khách Vương Thuyết Cao Tủ số 1 của kỳ đàn Trung Hoa đương thời. Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra bàn đấu trên, anh chưa phải là ngôi sao hàng đầu của làng cờ tướng Trung Quốc. Bàn đấu đánh tại giải nông dân của Trung Hoa năm 2008, Vương cầm đen hậu thủ sẽ đối chọi lại cùng một kỳ thủ rất dấn mặt của giới cờ giang hồ là Phật Sơn Kỳ Vương Thái Hữu Quảng cầm đen đỏ đi tiên. Bên đỏ của Thái Hữu Quảng tấn công bằng pháo đầu và Vương đối lại bằng hệ thống phản cung mã mã 2-3. Bên tiên mã 2-3, Vương tách pháo qua, xe một bình 2 mã 8-7 và thế này thì bên tiên lựa chọn biến hóa ngũ lục pháo ngay. Bên đen bình 7-1, bên đỏ lên mã, Vương xe một bình 2, xe 9-8 và tới đây thì bên đen có hai cách thức có thể đi, một là phương ngắn cờ, bình 3-1 tiến tốt 3 cũng là một đường cờ khá hay dành cho bên đen. Trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đen của Vương Thiết, anh lựa chọn biến hóa đường cờ pháo 2-4 ngay, tiến pháo vòng xa. Bên tiên xe 2-6, bên đen tượng 7-5 làm trò trung lộ. Và bình 7-1, một đường cờ khá hay của bên tiên để có thể phát triển lộ mã 7 của bên mình. Trong thực chiến thì bên Vương Thiết anh cầm con xe 9-8 ngay, hình thành cái thế đấu xe. Các bạn thấy thêm trong biến hóa này, nếu mà bên đen vội vàng cầm con pháo 2 bình 7 để quét tốt thì sao? Khi đó bên tiên có thể thản nhiên đi đường cờ xe 8-9 ngay, hình thành cái thế đấu xe. Bấy các bạn thấy được ở đây là có hai biến dành cho bên đen. Trong tình huống mà bên đen đi đường cờ thoái con mã về thì bên đỏ sẽ có phần ưu hơn khi có thể vật chiếu tướng và gác đường cờ tượng 3-5. Đây là cái hình thái mà bên đỏ đã không chế được trung lộ và có các điểm hình phát triển tốt hơn so với bên đen. Trong một diễn biến khác, bên đen không đi đường cờ mã 3 thoái 2 mà có tình huống vật tượng thì có ổn không? Khi đó bên đỏ sau khi phòng thủ thì các bạn thấy được là sẽ có tình huống thoái xe về và sẽ có những đường tấn công ở điểm xe có thể bắt chết con pháo của bên đen bằng tình huống pháo quật qua, mở đường lên tượng và chạy con xe 2-1 thôi. Các bạn thấy là bên đen sẽ mất pháo trong tình huống này. Chúng ta sẽ quay lại thực chiến của cuộc cờ. Thì đối với biến hóa trên, Vương cầm xe 9-8 ngay, hình thành cái thế đấu xe. Bên đỏ Thái Hữu Quảng xe 2-3, Vương cho thoái về và tiếp theo đường cờ nhấc mã tấn công, đe dọa đường cờ bình 7-1 khá mạnh. Bên đen thì đây là có hai bên có thể đi, một là phương án pháo 2-7 để thể cướp tốt và nhìn vào điểm tượng của bên tiên. Một biến hóa cũng khá hay, thiên biến này thì bên đen không đi, chúng ta có thể xét qua như sau. Đi như vậy thì bên đỏ ăn qua, bên đen có thể vật tượng. Mỗi bên sẽ có một cái điểm hình tấn công khác biệt nhau, tuy nhiên thì bên đỏ vẫn là người ưu hơn trong hình cờ trên khi có thể hơn được tốt của bên đen trong hình cờ trên, mặc dù cũng chịu cái thế áp lực bị gãy tượng và có thể tấn công. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của ván đấu này thì Vương Thiết cầm pháo 2, anh tiến 2 ngay, phong tỏa đường xe của bên đỏ. Bên tiên mã 6-5, ăn qua và pháo bật chiếu tướng. Quét qua biên, Vương tách pháo 6-7 để nhìn tốt. Bên đỏ tượng 3-5, Vương cũng là đường cờ pháo 7 tiến 4 ngay, cùng nhau quét tốt của đối phương. Mã 7-5, pháo thoái về, mượn đường chuyển cánh tấn công. Bên đen mã 5-6, bên đỏ chạy pháo qua lộ 2 trước, đe dọa tình huống sát cục. Vương vách xị lên và bên đỏ đi đường cờ thoái mã về, đường cờ mã 3 thoái 1. Xe 2-6, một tình huống tấn công khá hay của ngoại tinh lấy khách. Các bạn thấy tình huống này vừa giữ căn cho điểm xe của bên đen, khi cần thiết có thể bất ngờ tạt con pháo qua biên và đồng thời cũng là mở đường cho mã 6-4 thêm đường mã tấn công. Bên đỏ lập tức nhấc bình 5, các bạn thấy đây là cái ý tưởng có thể ngăn đường mã của bên đen phát triển, đồng thời cũng là làm bất căn của con xe đen. Pháo 7-1 quét tốt, bên tiên đấm bình 1 thôi, tách tướng qua và tới đây thì bên đỏ có hai bên có thể đi, một là phương án tiếp theo bình 1-1, một biến hóa mang tính chất bình ổn hơn. Tuy nhiên trong thực chiến của ván đấu trên thì bên tiên của danh thủ Thái Hữu Quảng lựa chọn phương án cờ xị 4-5, một đường cờ tưởng hay nhưng lại không thật sự tốt trong hình cờ này. Các bạn thấy được đánh cờ hình trên thì bên đen trong chính cuộc, Vương Thuyết đã cầm con pháo của mình thoái một ngay để tránh điểm tấn công của bên tiên. Tuy nhiên thì trong hình cờ này thì bên đen có một đường cờ rất là cao tay, đó là một tình huống lập tức phế pháo ngay bằng đường hướng chạy con xe 2-6 qua để lấy lộ trước. Đánh ra hình cờ này thì bên đỏ có lẽ là sẽ thua trong bối cảnh trên.
Các bạn sẽ cùng nhau phân tích thêm cả ba nhánh cờ mà bên tiên có thể đi trong hình cờ trên. Trong tình huống mà bên đỏ cầm xe ăn lên, khi đó bên đen sẽ có thời cơ chạy con phá một bình đẳng để mở thông đường tấn công vào dọc trục của bên tiên. Đây là hình cờ mà bên đỏ sẽ dính phải sát chiêu và không thể đỡ được đường tấn công rất tinh diệu của bên đen bằng tình huống mã 6 đến 8. Trong biến mà bên đen bị bên đỏ cầm pháo quất qua thì sao? Khi đó bên của vương vẫn có thời cơ đi đường cờ phá một bình đâm, và các bạn thấy được đây là cái hình thái mà bên đỏ sẽ không thể hóa giải được đường công rất là hùng mạnh của bên đen, khi có rất ba quân tấn công kết hợp cùng mặt tướng ở lộ 6. Các bạn thấy trong một tình huống mà thoái con mã về thì bên đen sẽ thả tiếp đường cờ mã 6 đến 8 thôi, ăn qua là cục ngay. Tình huống bên tiên xử lý bằng phương án pháo thoái về, khi đó bên đen vẫn có thể thả mã qua đây. Các bạn thấy đây vẫn là cái hình thái tạo sát mà bên tiên không thể nào hóa giải được đường công của bên vương thuyết cả. Như vậy chúng ta thấy được cả hai biến hóa ăn con pháo của bên tiên đều không thể chơi. Trong một biến tích cực hơn, bên đỏ sẽ phải cầm con pháo 2 của mình tiến một lên. Đây là cái hình cờ phòng thủ tốt nhất trong bối cảnh trên. Khi đó nếu mà vương đưa được cờ phá một bình 5 thì bên đỏ sẽ có tình huống lượn đường cờ mã 1 tiến 3 để phá thế công của bên đen. Tuy nhiên dù có đánh như vậy thì bên vương vẫn đứng ở cái thế nhỉnh hơn, anh hoàn toàn có thể đi đường cờ pháo vật qua, ăn con mã ngay, ép buộc lại bên đỏ phải thoái con pháo về và mượn đường đi đường cờ pháo 1 bình 5. Đây vẫn là hình cờ mà bên đen có thế phản tiên hơn so với bên đỏ. Chúng ta sẽ có lại thực chiến của ván đấu trên. Trong tình huống mà bên tiên đi đường cờ sĩ 4 tiến 5 thì danh thủ vương thất đã đi đường cờ pháo 2 thoái 1 ngay để tránh đòn và đã để cho bên tiên có thể hóa giải được cái đường tấn công của bên đen. Bên đỏ lập tức bình con pháo vào để chiếu tướng ngay. Và vương thuyết anh đã lựa chọn biến hóa là mã 6 thoái 8, ngoài ra có thể chạy tướng vào trung tâm thì có phần tốt hơn cho hình cờ trên, khi đứng con mã lũ 6 có phần nguy hiểm hơn trong hình cờ tấn công của bên đen. Bên tiên binh 5 tuyến 1, vương cho mã 8 tuyến 7, pháo nhấc qua, bên đen bắt buộc là phải chạy pháo đi. Và bên của Thái Hữu Quảng tiếp theo đường cờ binh 1 tiến 1, dồn hai tốt tấn công. Các bạn thấy được đây đánh ra hình cờ trên, bên đỏ đang ưu thế hai đầu tốt là một hình thái khá mạnh. Trong tình huống mà bên đen không thể đánh úp được bên tiên, chuyển về hình cờ tàn là một cái ưu thế rất lớn dành cho bên của danh thủ Thái Hữu Quảng. Vương cho thoái pháo về, bắt đầu đảo cánh tấn công, và bên tiên thì đây lựa chọn biến hóa là pháo 1 thoái 3, ngoài ra thì trực tiếp đi đường cờ binh 5, cũng là một hình cái rất mạnh dành cho bên của đỏ. Pháo 1 bình 5 và chuyển tiếp pháo 1 bình 5 ngay, hình thành có thể đấu pháo đi. Vương cho mã 7 tiến 9 tiến mã theo đường biên tấn công. Bên tiên rất là cẩn trọng đi đường cờ pháo 4 thoái 1 về, vật qua, và tới đây thì bên đỏ đã đi đường cờ xe tiến lên ngay. Ngoài ra có thể trực tiếp đi tình huống cờ bình 5 tiến 1 ăn pháo của vương trong hình cờ trên. Các bạn thấy được đánh ra hình cờ này thì bên đen của vương đã không lựa chọn biến hóa đấu xe đi bằng tình huống cờ C2 đến 2. Trong thực chiến danh thủ vương thất cầm con C2 của mình bình qua lộ 8 ngay, hình thành như thế công kích. Chúng ta có thể xét qua trong tình huống này mà bên đen đi cờ xe tiến 2. Khi đó thì bên đỏ vẫn đứng ở cái thế ưu hơn, khi các bạn thấy là hệ thống hai tốt của bên đỏ là rất mạnh trong hình cờ tàn này. Trong thực chiến của cuộc cờ, vương cầm con xe của mình chạy qua lộ 8 ngay. Bên đỏ ăn ngay, bên đen bắt pháo, nhấc sĩ lên. Các bạn thấy đường cờ vừa công vừa thủ khá hay của Thái Hữu Quảng. Vương chạy tướng vào trung tâm. Bên tiền tiếp theo lắc con pháo vào trung lộ ngay. Cảm thấy rõ ràng là vẫn chưa thể hình thành phát cục được. Bên này có tiến xe 8 tiến 1 thì bên đỏ lập tức thoái tượng về là có đường cờ hướng thủ ngay trong hình cờ này. Bên đen ăn qua, bên tiền cho thoái tượng trước, vừa tạo hình tấn công vừa đang đe dọa thủ pháp binh 5 tiến 1. Một đường cờ rất là khó chơi dành cho bên đen. Trong thực chiến của cuộc cờ thì vương đã phải cầm con xe 9 tiến 1 ngay, bởi nếu sai lầm mới nhấc sĩ qua để tránh điểm tấn công của đường tốt, khi đó bên tiên sẽ có thời cơ để vật tượng. Các bạn thấy là sẽ chết xe và cũng là thua cuộc trong hình cờ trên. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong chính cuộc thì vương đi đường cờ xe 9 tiến 1 ghim đầy ngay. Bên tiên ăn tượng chiếu, bắt đầu phá đường phòng thủ của bên đen trước khi đi đường cờ nhấc tượng để phòng thủ trên hình của bên mình. Lăng chiếu, chạy chiếu lại và lắc tốt qua ăn chết sĩ của bên vương. Các bạn thấy đây là hình cờ tàn mà rõ ràng là bên
ngoại tình khách đã đứng ở cái thế thua cuộc trong trận đấu này. Lắc qua và bình gõ ngay, hình thành cái trạng thái đầu quân. Ở trong thực chiến thì vương cũng phải đấu xe trong hình cờ trên, bởi chúng ta cũng đâu xét thêm một biến hóa nhỏ khác. Nếu mà bên đen của vương chạy con xe đi thì khi đó bên tiên hoàn toàn có thể tiến xe lên điểm cao. Đây là cái đường cờ có thể tấn công vào trung lộ và đưa tốt áp cửu ngay. Xe có thoái về là thoái tượng thêm, lấy thêm mặt tướng để tấn công. Rõ ràng là bên đen của vương cũng sẽ phải buông cờ nhận thua. Trong chính cuộc của ván đấu trên thì bên đen vương đã đi được tình huống cờ xe thoái về, chấp nhận phương án đấu xe đối với bên tiên. Tuy nhiên đây là hình cờ tàn mà bên đỏ cảm thấy là khá ưu trong hình cờ trên, khi mà bên đen đã bị gãy sĩ quẹt tượng và chịu áp lực của những đường tốt của bên đỏ của Thái Hữu Quảng. Vương cho mã 7 thoái 9, bên tiên lắc tốt vào, bắt đôi, chạy chiều ngay và ăn qua. Bên đen mã 7 tiến 5 và bên tiên đi tình huống cờ pháo lăng mình 4 để chiếu tướng. Đánh hình trên thì bên đen trong thực chiến vương cũng đã phải buông cả nhận thua trong trận đấu trên, bởi cảm thấy đánh tiếp bắt buộc là phải vào. Khi đó bên đỏ có thể thản nhiên đi đường cờ chạy tướng vào trung lộ để khóa chặt con mã của bên đen, hình thành cái thế tất thắng ở phần cờ tàn. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn về đánh trên đánh trong giải nông dân của Trung Quốc năm 2008. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.